Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Nghệ sĩ thoại Mỹ lần đầu tiết lộ sự thật động trời về cuộc hôn nhân cay đắng, phải uống thuốc độc tự vẫn và muốn xuống tóc đi tu. Là một trong những cô đào tài năng của sân khấu cải lương Việt Nam, thoại Mỹ có thể đảm nhận xuất sắc nhiều dạng vai khác nhau từ đào thương, đào lẳng đến đào tính cách. Khán giả khi thì giận bầm gan tím ruột lúc lại thương đứt ruột đất gan cô đào mang dáng người nhỏ nhắn nhưng có giọng ca thật truyền cảm. Nhưng ít ai biết rằng cuộc đời của chị lại lắm chắc trở, đúng với câu nói hồng nhan bạc phận. Thành công trong nghệ thuật khi thoại Mỹ từng đoạt nhiều giải thương danh giá như Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang 1992, năm lần đạt giải Mai vàng hạng mục diễn viên xuất sắc nhất, cùng nhiều giải thưởng khác do báo chí và công chúng bầu chọn. Nhưng đường tình duyên của chị lại quá lận đận. Chị đã nhiều lần kết hôn nhưng rồi vẫn đổ vỡ. Đau buồn nhất là những cuộc hôn nhân của Thoại Mỹ đều không mang lại cho chị một người con ruột. Có lần tâm sự, Thoại Mỹ từng cho biết chị đã có ý định đi tu. Tuy nhiên, nhờ tìm đến Phật pháp nên chị đã thấy thoải mái hơn và chấp nhận số phận. Thoại Mỹ sinh ra trong một gia đình lao động nghèo và rất đông con. Nhà có tới 12 chị em, chị là áp út Ba làm công nhân, mẹ buôn gánh bán bưng kiếm từng đồng nên nhà chị khổ vô cùng. Ban đầu con đường đến với nghệ thuật của thoại Mỹ cũng ngập tràn nước mắt. Năm 13 tuổi, cắp sách vô học trường Trần Hữu Trang, những tưởng cuộc đời thoại Mỹ sẽ bớt khổ cực hơn vì được có lương. Nhưng khi cái nghèo vẫn đeo dai dẳng không buông tha chị, thở ấy, để được đi học, thoại Mỹ phải thường xuyên đi bộ buổi trưa là lúc cực nhất vì chị phải đội nắng trang trang hàng chục cây số về nhà ăn vội bữa cơm trưa rồi lại tất tả trở về trường học cho kịp giờ học tuy mệt mỏi nhưng đôi bàn chân nhỏ bé của cô gái nghèo vẫn kiên trì vượt đường xa không chỉ chăm lo cho việc học diễn xuất chiều tối thoại mỹ lại tiếp tục đi học văn hóa để nâng cao kiến thức như một con ong chăm chỉ chị đều đặn đi học và không bỏ sót bất kỳ một buổi học nào thấy con siêng năng học hành người mẹ mừng thầm trong bụng bà mong cho con gái sớm được đi hát và sẵn sàng sách giỏ trầu đi theo lo cho con tuy nhiên ước mơ ấy đã sớm vụt tắt sau một năm thoại mỹ đi học ở trường trần hữu trang thì người mẹ qua đời ngày mẹ mất thoại mỹ cứ nghĩ mẹ đi đâu mấy ngày rồi sẽ về với mình nhưng niềm mong chờ ấy mãi mãi chỉ là một giấc mơ mẹ không bao giờ quay về được nữa Thoại Mỹ sớm phải chịu cuộc đời mồ côi buộc mình phải tự lập hơn trong cuộc sống. Những lúc không học bài Thoại Mỹ đi làm bảo mẫu giữ con cho gia đình người ta để kiếm thêm thu nhập trang trải trong gia đình. Khi bắt đầu có sâu hát, khoảng 3 giờ chiều Thoại Mỹ tiếp tục đi bộ từ nhà đến dạp hát. Suốt tuổi trẻ của mình, Thoại Mỹ chưa từng biết đến cảm giác được đi xe đạp là như thế nào. Bởi gia đình còn nghèo thì chiếc xe đạp vẫn còn là một vật xa tầm với. Thoại Mỹ lấy chồng vào năm tôi 21 tuổi, vợ chồng chị đã có thời gian sống thử với nhau trước đó khá lâu. Thế nhưng, đến năm chị 28 tuổi thì hôn nhân xảy ra đổ vỡ. Thực sự chị chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ly dị chồng. Khi vợ chồng lục đục, chị xin phép ba mẹ chồng về nhà bố mẹ ruột ở một thời gian để chồng cảm nhận được sự thiếu vắng vợ mà thay đổi và tự thức tỉnh lại bản thân nhưng chị không ngờ rằng khi chị đi thì chồng lại chấp nhận cho đi và không cho chị trở về nhà nữa lúc đó tôi cũng tự ái đến việc quay về nhà lấy quần áo tôi cũng không về thậm chí những hình ảnh huy chương của tôi thay vì đưa trả cho tôi thì anh ấy lại đem bỏ rồi người ta nhặt lại mang về đưa tôi tôi đã ra đi với hai bàn tay trắng như thế chị kể trước đó vợ chồng chị cũng đã có mâu thuẫn kéo dài hơn một năm Cả hai cũng đã ra tòa ly dị nhưng anh ấy xin lỗi và chị lại cho cơ hội. Nhưng rồi, chồng lại ngựa quen đường cũ cứ tiếp tục phạm lỗi. Chị nói mãi mà anh không nghe, đau khổ, bất ức đến mức chị đã từng uống thuốc tự vẫn. Chia tay cuộc sống hôn nhân hơn chục năm nay nhưng thoại Mỹ vẫn lặng lẽ đi về một mình một bóng. Không đổ thừa cho nghề, chắc do đường tình duyên của mình lận đận thôi. Chị nói khẽ, những nỗi niềm riêng những đau đớn mong chờ. Thoại Mỹ dồn hết vào các vai diễn khiến nhân vật của chị ngày càng đầy đặn, sắc sảo hơn. Xem Thoại Mỹ diễn bây giờ cảm nhận được sự sâu sắc của người đàn bà có nhiều trải nghiệm cuộc sống, chín chắn và sâu lắng hơn. Dù đã lên hàng sao nhưng Thoại Mỹ vẫn hăng hái tham gia các chương trình văn nghệ phục vụ cộng đồng, phục vụ những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới, đảo xa. Ngoài ra, chị con vận động tài trợ để một năm có hai, ba đợt hoạt động từ thiện, xây nhà tình thương, phát gạo, tổ chức khám bệnh cho người nghèo. Nhiều lời ông tiếng ve cho rằng đó là cách đánh bóng tên tuổi nhưng thoại Mỹ vẫn điềm tĩnh nếu ai đã từng ở trong cảnh nghèo đến độ thèm khát từng miếng nước hủ tiếu thừa. Đừng trên sân khấu hát vai no đủ mà đói vòng mắt hoặc có mẹ làm mướn đến kiệt sức rồi qua đời như tôi mới thấy việc chia nắm gạo bắt cơm cho người khác là cần thiết và quý báu đến nhường nào. Ai nói gì kệ họ, tôi thấy việc đó có ý nghĩa thì tôi cứ làm. Tan vỡ hôn nhân khi còn khá trẻ đã khiến cho cuộc đời thoại mỹ nhặt nhòa đi vì nước mắt và đau khổ. Đến khi thấy mình yếu đuối nhất, thoại mỹ đã tìm đến cửa nhà Phật để tìm kiếm cho mình hai chữ bình an. Hiện giờ lòng chị đã tĩnh tại và giúp sức cho sân khấu. Giờ đây, mọi thứ đến với chị đã nhẹ nhàng hơn chị đã chấp nhận và bỏ qua tất cả. Cái quá khứ có một đám cưới được đánh giá là long trọng và danh giá nhất ngày ấy vì có hàng nghìn quan khách đến dự đã được thoại mỹ khép lại như một giấc mơ. Đó là cách để chị quên đi nỗi buồn, giận hờn và cả những tổn thương trong quá khứ để sống bao dung và vui vẻ hơn. Hiện tại, chị sống trong một căn nhỏ ở quận Phú Nhuận và nhận hai đứa trẻ là con của những người chị em trong gia đình là bé Dung và bé Quang về nuôi. Tuy chỉ mới 5 đến 6 tuổi thôi nhưng hai bé chính là động lực cho mẹ Mỹ tìm thấy một chân trời mới để vui sống. Thoại Mỹ cho biết, hiện tại tôi rất bằng lòng với những gì mình đang có. Cuộc sống của chị bây giờ đã an nhiên. Ngày ngày, Thoại Mỹ vẫn đọc kinh với chị, đó là một cứu cánh của cuộc đời. Một người phụ nữ hạnh phúc nét mặt họ người lên vẻ tươi sáng và trẻ trung, đó là những hình ảnh hiện tại về Thoại Mỹ. Nhìn những bức ảnh Thoại Mỹ dạng người xinh đẹp trong tà áo dài, khó ai đoán được năm nay chị đã 48 tuổi. Đầu năm nay, Thoại Mỹ đã hủy nhiều show diễn tại hải ngoại lẫn trong nước, thậm chí không còn thời gian dành cho bản thân, để nhận lời mời làm một chương trình về cải lương với suy nghĩ muốn chung tay vực dậy cải lương vốn bị xem là chết rồi trong nhiều năm qua. Ngồi trên ghế nóng, Thoại Mỹ mong muốn truyền lửa đam mê và chia sẻ kinh nghiệp mấy mươi năm làm nghề cho các bạn trẻ tiếp nối nghệ thuật cải lương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.